Nếu coi ngôi nhà như một cơ thể sống thì cổng của nhà chính là miệng. Toàn bộ khí nếu muốn lưu chuyển vào căn nhà đều phải thông qua cửa chính. Việc ngôi nhà có thể tránh được những rủi ro, xui xẻo hay không, có nhận được sinh khí, thuận lợi, may mắn hay không đều phụ thuộc lớn vào cổng chính. Do đó, trước khi quyết định xây dựng cổng chính, bạn phải nắm vững những nguyên tắc cơ bản để tránh phạm phải điều cấm kỵ. Dưới đây là một số điều cấm kỵ khi xây cổng nhà và cách hóa giải theo phong thủy mà bạn cần biết. Một, điều cấm kỵ khi xây cổng nhà, kín cổng cao tường. Bạn cần lưu ý rằng xây kín cổng và cao tường là những điều kiêng kỵ khi thiết kế cổng nhà. Cổng quá kín làm khí không thể lưu thông, tạo ra cảm giác tù hãm. Mặt khác, việc thiết kế tường quá cao còn có thể làm ngăn cản những luồng khí tốt, tài lộc vào nhà. Do đó, trong quá trình xây dựng cổng, bạn hãy để lại những khoảng trống, xây tường rào cao vừa phải và tránh trồng cây um tùm che phủ cổng để căn nhà có thể đón nhận và lưu thông sinh khí. 2. Cổng nhà đối xứng trực tiếp với con đường. Độ dài và thẳng của con đường trước nhà tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm. Do đó, việc xây cổng đối xứng trực tiếp với con đường chạy thẳng từ xa là cấm kỵ. Không xét đến phong thủy, có thể nhận thấy rằng những ngôi nhà có cổng như vậy sẽ dễ bị các phương tiện giao thông hút thẳng vào cổng. Vị trí nhà như vậy được xem là rất độc. Nếu biết tận dụng thì tiền tài sẽ tới rất nhanh, bằng không tai họa có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Thậm chí bạn có thể phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Vì vậy, nếu thiếu kiến thức về phong thủy cổng nhà thì tốt nhất nên tránh xây cổng nhà ở vị trí như vậy. 3. Cổng nhà đối diện góc nhọn chiếu vào. Tục ngữ có câu nhất góc ao nhị đao đình, nói lên rằng khi xây nhà cần tránh những góc ao và góc cạnh của mái đình hay chùa miếu hướng vào. Góc mái đình như mũi dao chiếu vào nhà khiến gia chủ luôn cảm thấy bất an, vì vậy nên tránh. Cổng nhà đối diện góc nhọn chiếu vào là một trong những yếu tố quan trọng cần được lưu ý khi xây dựng cổng nhà. Theo quan niệm phong thủy, nếu cổng nhà của bạn đối diện với một góc nhọn, nó có thể gây ra sự khó chịu và áp lực cho gia đình. Hoặc bạn có thể xây một bức tường che chắn để giảm thiểu tác động của góc nhọn, mang lại sự bảo vệ và yên bình cho gia đình. Bức tường này có thể được xây dựng từ các vật liệu như gạch, đá hoặc cây xanh. 4. Cổng nhà đối diện với môi trường xú uế. Nếu cổng nhà đối diện với môi trường xú uế, nó có thể tạo ra cảm giác không thoải mái cho gia đình do điều kiện sống không đảm bảo. Vì vậy, bạn nên đặt cổng nhà ở một vị trí khác, nơi không bị môi trường xú uế chiếu trực tiếp. Màu xanh lá cây thường được xem là biểu tượng của sự tươi mới và năng lượng tích cực. Lựa chọn một chiếc cổng nhà với màu xanh lá cây có thể mang lại cho gia đình không khí tươi mới và năng lượng tích cực. Đồng thời, cây xanh cũng là biểu tượng của sự sống và sinh khí. Việc trang trí thêm cây xanh cho cổng nhà sẽ mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc cho gia đình. 5. Điều cấm kỵ khi xây cổng nhà, thiết kế cổng nhà chữ L ngược, hình số 7. Cổng nhà có hình chữ L ngược giống số 7 thường bị coi là xấu trong phong thủy vì số 7 có nghĩa là thất, mất và hình chữ L cũng giống với máy chém, mang ý nghĩa sát thương. Do đó, bạn cần tránh thiết kế kiểu cổng này, chỉ nên làm cổng nhà đơn giản, vững chắc để đón tài lộc, khí lành vào nhà. 6. Cổng nhà và cửa chính tạo thành đường thẳng. Khi nói đến những điều cấm kỵ trong việc xây cổng nhà, cũng cần lưu ý là không nên đặt cổng nhà và cửa chính thẳng hàng với nhau. Theo quan niệm phong thủy, sát khí thường đi theo đường thẳng, còn vượng khí thì đi theo đường vòng. Xây cổng nhà thẳng hàng với cửa chính sẽ khiến cho sát khí đi thẳng vào nhà, gây nên những rủi ro và tai họa cho các thành viên trong gia đình. Đồng thời, cổng và cửa chính thẳng hàng cũng tạo ra cảm giác không thoải mái, người bên ngoài sẽ dễ dàng nhìn thấy bên trong nhà. Trong trường hợp không thể thay đổi vị trí cửa nhà và cổng, bạn có thể giải quyết bằng cách đặt một tấm rèm, bình phong hoặc xây một hòn non bộ ở giữa. 7. Điều cấm kỵ khi xây cổng nhà, đối diện cây, đặc biệt là cây to. Theo phong thủy, xây cổng nhà đối diện với cây to, cây khô cả bên trong và bên ngoài được coi là một điều cấm kỵ. Cổng như vậy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, thường gặp không may, cô độc và buồn khổ suốt cuộc đời. Trước khi làm cổng, nếu phát hiện có cây cổ thụ hay cành cây khô ở phía đối diện, thì bạn phải tính toán để xây cổng lệch một bên, đốn bỏ cây to và loại bỏ hết các cành cây khô.
Trong trường hợp không thể chặt cây, bạn có thể hóa giải bằng cách treo đèn sáng và sử dụng tranh màu đỏ. 8. Điều cấm kỵ khi xây cổng nhà. Đối diện các vật thủy sát như thác nước, đài phun nước, cây liễu. Một điều cần lưu ý khi xây cổng nhà hoặc khi có ý định trang trí khuôn viên là tránh đặt cổng đối diện với các vật thủy sát như cây liễu, đài phun nước hoặc thác nước. Cổng như vậy có thể làm mất đi sự cân bằng giữa âm và dương, tạo ra không gian không hòa hợp về phong thủy. Âm thanh từ các vật thủy sát có thể tạo ra sự ồn ào, mang theo năng lượng tiêu cực. Lâu dài, trong nhà sẽ có con cái thất tiết, có thành viên đào hoa ngoại tình. Nếu không thể thay đổi được thì bạn có thể hóa giải điều này bằng cách sử dụng các vật che phủ hoặc trồng thêm cây cảnh trang trí để chặn luồng năng lượng tiêu cực. 9. Cửa nhà vệ sinh đối diện cổng nhà. Cổng chính đóng vai trò đón nhận và lưu chuyển vận khí, sinh khí của trời đất vào nhà. Ngược lại, phòng vệ sinh thường được xem là nơi chứa năng lượng tiêu cực và khí xấu. Nếu bạn đặt cổng chính đối diện với phòng vệ sinh, những dòng sinh khí có thể đi thẳng vào nơi âm khí, uế khí nặng nề. Điều này có thể ảnh hưởng đến tài lộc và phượng khí của gia đình. 10. Điều cấm kỵ khi xây cổng nhà, đối diện bếp. Trong phong thủy, nếu cổng chính được coi là miệng, thì bếp là trái tim của ngôi nhà, có ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc và sức khỏe của gia đình. Khi bạn đặt cổng nhà đối diện với bếp, tài lộc và may mắn của ngôi nhà có thể bị mất đi, đồng thời mối quan hệ gia đình cũng trở nên không hòa thuận và sức khỏe của các thành viên giảm sút. 11. Điều cấm kỵ khi xây cổng nhà, vị trí cổng nhà hướng phía Tây. Khi xây dựng, hướng và vị trí của cổng nhà cũng là yếu tố cần quan tâm. Một điều cấm kỵ được nhiều người truyền tai là tránh đặt cổng nhà ở hướng Tây. Cổng hướng Tây thường được coi là quỷ môn, có âm khí nặng nề, sẽ có ảnh hưởng xấu đến tài vận và sức khỏe, đặc biệt là đối với những người mệnh mộc và mệnh thủy. 12. Điều cấm kỵ khi xây cổng nhà, đối diện cửa phòng ngủ chính. Phòng ngủ là không gian riêng tư, nơi nghỉ ngơi, thư giãn nên cần kín đáo, yên tĩnh. Vì lẽ đó, bạn cần tránh đặt cổng nhà đối diện với cửa phòng ngủ chính. Nếu không, điều này có thể tạo ra ồn ào, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng giấc ngủ và làm cho trường khí xộc thẳng vào không gian nghỉ ngơi, gây hại cho sức khỏe của gia chủ. 13. Điều cấm kỵ khi xây cổng nhà, đối diện thang máy. Cổng nhà hoặc cửa chính đối diện với thang máy có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự riêng tư và chất lượng cuộc sống, vì những hoạt động diễn ra bên trong nhà có thể bị người ngoài quan sát. Gia chủ và các thành viên trong gia đình sẽ cảm thấy bị theo dõi, xâm phạm sự riêng tư, tạo ra cảm giác không an toàn và bị vướng vào thị phi. 14. Cổng nhà đối diện cổng chính nhà khác. Điều cấm kỵ tiếp theo là tránh đặt cổng nhà đối diện cổng chính nhà khác. Điều này có thể tạo ra dòng xung đối, mang theo điểm rủi gây khó khăn cho cả hai gia đình. Những thành viên trong gia đình có thể đối mặt với những tình huống không đáng có, xung đột và khắc khẩu. Lâu dài, có thể dẫn đến hao tổn về sức khỏe, tài chính và thậm chí là gia đình ly tán. Đối với những gia đình có hạn chế về diện tích đất, đặc biệt là ở các khu đô thị lớn, nếu không may cổng nhà đối diện nhau, có thể giải quyết vấn đề này bằng cách treo gương tam xoa hoặc gương bát quái. 15. Chiều cao của cổng cao hơn nhà. Một điều quan trọng cần lưu ý khi xây cổng là bạn phải tính toán chiều cao một cách hợp lý, tránh tình trạng cổng cao hơn so với nhà. Cổng quá cao có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến công danh và sự nghiệp, thất thoát tiền bạc. Khi thiết kế cổng và có kế hoạch trồng cây dây leo như hoa giấy hoặc thiên lý, cần tạo ra khoảng trống để vượng khí có thể lưu thông và tạo ra tầm nhìn thoáng đãng. 16. Cổng sắt cổng, hai cổng cạnh nhau. Theo nhiều chuyên gia phong thủy, cổng sắt cổng không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa xấu. Nếu cổng nhà của bạn sát cổng nhà một khu phố mà đi sâu vào trong là một dãy nhà thì tình huống này coi như là cướp khí. Cổng của hai ngôi nhà này tranh chấp khí với nhau cũng tùy vào chiều đường đi, long mạch chặn từ Thanh Long sang Bạch Hổ hay là từ Bạch Hổ sang Thanh Long. Những ngôi nhà như vậy không chỉ không ổn định mà còn dễ mất tài lộc và thường chỉ dành cho người già. Trên đây là những điều cấm kỵ khi xây cổng nhà và một số cách hóa giải theo phong thủy mà blog Nội Thất Đẹp muốn chia sẻ với bạn.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trên hết, việc thiết kế cổng nhà theo phong thủy cũng cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với sở thích cá nhân của gia chủ. Hy vọng rằng video này đã mang lại cho bạn nhiều thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực phong thủy. Các bạn thấy video của blog Nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog Nội thất đẹp nhé! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.